Quang ơi, chuẩn bị nhá, tiếp tục nhá. Anh thưa ông Trần Việt Quang, là một người quan tâm theo dõi tình hình chính trị trong nước và quốc tế. Hôm qua thì tất cả phương tiện thông tin đại chúng có loan tin là đại tá đào tẩu Bùi Tín đã chết tại Paris, thọ 92 tuổi. Ông có suy nghĩ gì về cái thông tin này? Và xin kính thưa bà con, đề nghị bà con có câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào muốn giao lưu ông Trần Việt Quang thì mong bà con đặt câu hỏi ở dưới. Chúng tôi hôm nay làm cuộc giao lưu trực tuyến với ông Trần Việt Quang nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tròn 4 năm Việt Vision lên sóng số đầu tiên tại vị trí này. Và với nhân vật này, đó là Trần Việt Quang tại công viên Sở. Xin nhắc lại, kính mong bà con gửi tất cả câu hỏi giao lưu trực tuyến với ông Trần Việt Quang nhân dịp Việt Vision kỷ niệm tròn 4 năm sinh nhật tại vị trí cũ và con người cũ. Xin mời ông Trần Việt Quang tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi. Cảm ơn anh Bảo Trâm đã hỏi tôi về sự kiện cựu đại tá Bùi Tín qua đời 1:25 sáng qua 11 tháng 8 tại Paris, nước Pháp. Có lẽ nhiều khán giả Vietvision ấy cũng không biết rõ về ông Bùi Tín này. Đang trực tiếp thì có lẽ tôi cũng nói sơ qua. Đang quay trực tiếp. Anh đặt câu hỏi đi. Anh đặt câu hỏi đi. Ông Bùi Tín này nguyên là thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ok. Đây ông ấy anh không lo nhá. Là phó tổng biên tập báo Nhân dân. Ông ấy là thượng tá khoảng những cái năm 85 ấy, của thế kỷ trước ấy, là đã có một lần ấy là quân đội ta xóa bỏ cấp thượng tá, tức là trung tá rồi lên đại tá luôn. Vì vậy hàng loạt thượng tá là được hưởng luôn quân hàm đại tá. Thì ông Bùi Tín ấy là nằm trong số đó, là ông Bùi Tín ấy là thượng tá, nhưng vì hồi đó quân đội xóa bỏ cấp thượng tá cho nên ông Bùi Tín ông ấy được lên cấp đại tá như mọi thượng tá khác. Thế thì ông Bùi Tín ấy đối với tôi là khá quen thuộc, bởi vì từ nhỏ 10 tuổi tôi đã có thói quen, có cái niềm say mê đọc báo chí, đặc biệt là báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân. Thì cái tên Thành Tín ấy là tên của bút danh của ông Bùi Tín. Tôi rất quen thuộc với cái biệt danh ấy, Thành Tín. Thì ông ấy thường là viết theo dạng là xã luận ở trên báo báo Nhân dân và báo Quân đội Nhân dân. Thế thì ông đại tá Bùi Tín này có thể là một số khán thính giả Vietvision không được biết rõ, thì tôi cũng tranh thủ tôi nói rõ thêm. Ông này là con trai của ông Bùi Bằng Đoàn, mà ông Bùi Bằng Đoàn ấy đã từng 9 năm làm chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1946 đến năm 1955. Và ông thượng tá Bùi Tín này đấy, ông ấy là nhà báo, bởi vì ông ấy chuyên viết bài xã luận trên báo Nhân dân mà, và ông ấy làm phó tổng biên tập đấy. Thế nhưng mà về mặt quân nhân thì ông ấy là cấp thượng tá, sau ấy ông ấy được lên cấp đại tá do xóa bỏ cấp thượng tá. Thế đến năm 1990 thì những cái năm mà 89 ấy, 90 là những cái năm mà Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và ở Liên Xô xảy ra ấy, liên liên những cái cuộc biểu tình để mà gọi là khủng hoảng chính trị ở Đông Âu và Liên Xô. Hàng loạt nước
là đa đảng. Xin phép ông Trần Đại Quang, vâng. Bởi vì là thời lượng chúng ta cũng như pin điện thoại hết, nên là ông trả lời thẳng một câu hỏi. Rồi. Khi nghe tin đại tá đào tàu Bùi Tiến chết, thì ông có suy nghĩ gì và cảm xúc của ông nhà? Khi nghe tin ông Bùi Tiến chết ấy, tôi thực sự nhá, về mặt và một cuộc đời nhục nhã, tôi đã bình luận như thế. Vì ông ta ấy, đối với tôi ấy, ông ta có hai cái nổi bật. Cái thứ nhất là một tên phản bội, cái thứ hai là một tên dối trá. Dối trá bởi vì ông ấy toàn trả lời phỏng vấn đài báo chống cộng chống Việt Nam ở nước ngoài, rồi ông ấy viết bài toàn xuyên tạc về chế độ ta, về đảng cũng như là Bác Hồ của chúng ta. Cho nên ý, về mặt tình cảm là tôi rất mừng là đất nước đã bớt đi được một cái nguồn ý, xuyên tạc. Đấy. Đất nước đỡ đi được một cái nguồn phun bẩn về về đất nước. Rồi. Đấy. Cảm ơn ông Quang. Một khán giả có nick Thu Trương thì có đề nghị là nghe cụ Quang nói hơi mệt vì cụ trả lời cứ lắc lư, ngồi yên coi nào. Tức là tóm lại là chị cái nick Thu Trương đề nghị anh Quang trả lời ngồi yên mà không lắc lư. Và có một câu hỏi của một cái nick Facebook là Hồ Chính. Hồ Chính, quan điểm của Trần Nhật Quang về cuốn sách Gặc Ma Vòng Tròn Bất Tử như thế nào? Đồng ý hay không? Đồng ý. Ngay từ những ngày đầu tiên khi mà ấy, bắt đầu cái phong trào đả kích sách lịch sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử, thì tôi đã viết lên trên trang Facebook của tôi, sách Gạc Ma có hai giá trị và có hai sai lầm. Thì cái hai giá trị ấy, là cái giá trị thứ nhất ấy, là cái sách Gạc Ma ấy, nó vinh danh cái sự hy sinh anh dũng để bảo vệ lá cờ của Tổ quốc, bảo vệ đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đấy. Cái giá trị thứ hai là nó có nhắc về một cái thời kỳ lịch sử bảo vệ chủ quyền của đất nước. Thì đấy là hai cái giá trị của sách Gạc Ma. Thế nhưng nó có hai cái sai phạm. Cái sai phạm thứ nhất là nó có những cái phản ánh không đúng, cho nên nó mới phải đính chính. Những cái nội dung đính chính thì quý khán thính giả đều biết rồi. Nhưng trong những cái đính chính ấy, có một cái đính chính ấy mà nó rất là hệ trọng. Nó xuyên tạc lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội ta thời đó. Đó là cái vấn đề nổ súng hay là nổ súng trước. Đấy. Thì đấy là cái sai phạm thứ nhất, là nó có nhiều cái phản ánh không chính xác, thậm chí còn là xuyên tạc. Cái sai phạm thứ hai là nó đòi ra đời không đúng thời điểm. Cụ thể là ấy, từ năm 2014 ấy, nó đã đòi cái sách ấy đã đòi được xuất bản và phát hành. Thì tại sao tôi nói là nó không đúng thời điểm? Là bởi vì từ năm 1990 cho đến nay ấy, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước đã bình thường hóa quan hệ và đang xây dựng mối quan hệ và phát triển mối quan hệ
và lòng tin với nhau. Đấy. Thì cả hai bên ấy đều thống nhất là tạm thời gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, không nhắc lại chuyện cũ. Thế thì trong khi cái mối quan hệ Việt Trung đến năm 2014 ấy nó đã phát triển tương đối là chặt chẽ rồi, nhưng cái lòng tin ấy thì nó vẫn chưa phát triển đến cái mức mà cả hai bên ấy, cái lòng tin đối với nhau ấy là không thể đảo ngược được. Cho nên ấy, nếu như bên Trung Quốc ấy, họ ngừng, họ không tuyên truyền về cuộc chiến tranh biên giới và biển đảo 79 cho đến 89, thì ta cũng tạm thời gác lại, ta không nhắc. Đến khi nào mà cái quan hệ Việt Trung nó phát triển quá chặt chẽ và ấy, cái lòng tin giữa hai nước ấy là không thể đảo ngược được nữa, thì lúc ấy chúng ta đàng hoàng ấy đưa những cái sự kiện lịch sử rồi những cái tội ác của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc hồi đó nhá, đấy, vào sách lịch sử, thì lúc ấy là cái lòng tin giữa hai nước là nó đã không thể đảo ngược được nữa. Thì lúc ấy ta có nhắc lại lịch sử thì Trung Quốc cũng không nghi ngờ gì cái thiện chí của Việt Nam nữa. Thế vì vậy cho nên ấy, cái sai phạm thứ hai tôi nói là nó đòi ra đời quá sớm, không đúng thời điểm. Vâng, mà xin phép ông Quang tôi nhắc lại nữa là ông nên trả lời trọng tâm câu hỏi. Đấy, đó. Thì tôi đang nói là rồi. Hai sai phạm mà. Rồi, thế ông có ủng hộ, có hay không? Người ta hỏi ông vậy. Thế thì bây giờ thế này. Còn phân tích bộ sử hoặc phân tích về Gạc Ma này, ông không cần phân tích vì người ta, khán giả đã hỏi ông là người ta đã đọc rồi, người ta hoặc là nắm được tinh thần rồi. Vì là điện thoại của tôi sắp hết pin. Ông trả lời là rồi. Đấy, khán giả Hồ Trinh hỏi. Rồi. Thế thì sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử sau khi đã được xuất bản mà phía Trung Quốc họ không có cái phản đối gì, thì như vậy là tôi thấy là nó đã đúng thời điểm đấy. Tức là cái lòng tin giữa hai nước là đã không thể đảo ngược được rồi. Thì sách ấy, nó xuất bản vào thời kỳ này là đã có thể là phù hợp rồi. Đấy. Cái thứ hai, sau khi sách nó đã được đính chính, đặc biệt là đính chính ý, cái nổ súng hay nổ súng trước. Đấy. Thì sau khi sách nó đã được đính chính rồi thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Rồi, như vậy là ông Trần Quang đã trả lời anh Hồ Chính. Tức là trước, nếu không đính chính thì ông Quang phản đối. Đúng. Và rồi. Đính chính rồi thì ủng hộ. Thế thôi mà ông nói từ nãy giờ gần hết pin rồi. Bây giờ đề nghị ông nói tiếp này. Có một cái nick tên là Quan Lê Thanh hỏi một câu: hôm nay ông có mang súng không? Tôi không hiểu câu hỏi này ý như nào. Anh ấy hỏi đùa thôi. Vâng, hôm nay ông có mang súng không? Và cũng là Quan Lê Thanh câu hỏi là: bây giờ VHK đã lộ lui rồi, ông Quang còn ủng hộ VHK không? Tôi hoàn toàn ủng hộ VHK. Bởi vì VHK không phải là phản động. VHK là những người bạn của tôi. Đấy. Rồi, vâng, ông trả lời ngắn gọn vậy, rất tốt. Ông tránh trả lời lan man vì điện thoại mang theo pin cũng sắp hết. Và tiếp tục một câu hỏi nữa là Trong khi mà chúng ta có cuộc giao lưu trực tuyến này, thì đại tá Đỗ Thế Hạnh có gọi điện cho tôi nói rằng là Bác Hồ viết là đánh cho Mỹ cút Ngụy Nhào, vậy từ Ngụy Bác Hồ dùng có đúng hay sai? Đề nghị ông Quang trả lời. Rồi. Bác Hồ dùng cái từ Ngụy trong cái ngữ cảnh ấy là hoàn toàn đúng. Thế nhưng mọi người phải nhớ rằng ấy, trên văn bản thì Bác Hồ cũng gọi là chính quyền miền Nam. Đấy, chứ bác không gọi là Ngụy. Cụ thể là gì? Cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch năm 1967 ấy, thì trong cái lời kêu gọi ấy, là bác dùng từ chính quyền miền Nam. Đấy, thế vì vậy là cái gì? Tuy từng ngữ cảnh, có lúc thì bác gọi nó là Ngụy. Đấy là khi bác nói với nhân dân, đấy, nói với chúng ta. Thế còn khi lên văn bản thì bác lại dùng nó là chính quyền rồi, miền Nam. Xin rồi. Phép ông
nick Facebook Thảo Vi Nguyễn. Chú Quang có tật cứ nói dài dòng, nghe mệt chết đi được. Rồi, tiếp tục là một câu hỏi của đại tá Đỗ Thế Hạnh. Ông trích dẫn nên đầy đủ nội dung mệnh lệnh trong sự kiện Gạch Ma là có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh không được nổ súng hay không nổ súng trước? Về vấn đề này nhá, thì cái quan điểm của tôi thế này, tôi cũng đã viết trên trang Facebook của tôi rồi đấy. Vào cái thời điểm năm 1988 ấy, khi xảy ra cái cuộc xâm lược Gạch Ma của phía Trung Quốc ấy, thì năm 88 ấy, lúc ấy lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội ta toàn là những cái người đã từng trải qua 4 cuộc chiến bảo vệ đất nước. Đấy là chống Pháp, chống Mỹ, chống diệt chủng Pol Pot và chống bành trướng Bắc Kinh, đặc biệt là cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 79. Đấy. Thế thì nếu như ấy, cái sách Gạch Ma mà tôi mà đọc mà có cái đoạn mà cái anh Nguyễn Lành anh có nói rằng là anh không bắn cái thằng sĩ quan Trung Quốc bởi vì đã có lệnh không được nổ súng, thì tôi mà đọc những cái câu ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì, bởi vì chỉ có thằng điên thì nó mới nghĩ những người anh hùng đang lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội ta lúc ấy lại hèn với Trung Quốc, lại bán cái Gạch Ma, đúng không ạ? Đấy, cho nên ấy, tôi cho rằng ấy, chính địch ấy là nó đã khoét sâu vào ấy, cái này, nó thổi bùng lên để tạo thành một cái cuộc tranh cãi ở trên mạng xã hội để phân tán cái sự chú ý của cộng đồng mạng. Rồi, bây giờ tiếp theo này, một nick Facebook là Barasat, tại sao chú chờ cơ? Tôi có chở cờ đâu mà hỏi tại sao. Rồi, Mai Thanh Trần, câu nói của ông LML, mình tạm hiểu ở đây là Lê Mạng Lương, nói có lệnh của cấp chỉ huy cao cấp Bộ Quốc phòng không được nổ súng, có chính xác không? Cái câu ấy là tôi vừa trả lời xong, đúng không? Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi lại trả lời theo cái khía cạnh khác. Anh Nguyễn Lanh ấy, anh ấy kể lại ở trong cái sách ấy, thì anh Nguyễn Lanh chỉ là một cựu chiến binh ấy, với cái trình độ học vấn ấy, nó cũng chỉ có giới hạn thôi đấy. Thế và ấy, nó có rất nhiều ấy cái lý do mà có thể nó dẫn đến ấy anh Nguyễn Lanh anh nhận thức là có lệnh không nổ súng. Một là ấy, cái tam sao thất bản, đúng không ạ? Cái người mà truyền lệnh xuống là không được nổ súng trước, trải qua bao nhiêu cái cấp mà sư đoàn, quân đoàn, sư đoàn, rồi xuống đến đại đội, rồi xuống đến tiểu đội của anh, thì tam sao thất bản. Cho nên ý, anh ấy có thể là anh ấy nghe nhầm đấy, và anh ấy hiểu nhầm, bởi vì trình độ anh cũng chỉ là có giới hạn thôi đấy. Một cái câu mà không được nổ súng trước, nhưng mà xuống đến người lính ý, có thể nó rơi rụng đi, gọi là tam sao thất bản, thì nó lại trở thành là không được nổ súng trước, lại thành không được nổ súng. Và cái thứ hai, anh Nguyễn Lanh ấy cũng như tất cả cán bộ chiến sĩ quân đội ta hồi ấy đều hiểu rằng ấy, lãnh đạo ta, lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội toàn những người anh hùng của 4 cuộc kháng chiến, đời nào ấy mà lại để cho 64 chiến sĩ hy sinh để mà bán cái Gạch Ma cho Trung Quốc, đúng không? Phải hiểu thực chất vấn đề chứ. Đấy. Vâng. Ừ. Thế thì vẫn là nick có tên là Phan Đức. Ừ. Nghĩa là LML nói sai, tức là Lê Mạng Lương nói sai, phải không? Đúng. Rồi. Xong câu hỏi này. Tiếp theo. Phương Phạm, nó đến ăn cướp mà không được nổ súng trước, để nó bắn chết rồi thì không nổ trước hay không nổ súng, có giống nhau không bác Quang? Cái không nổ súng trước không chỉ thời đó mà ngay cả bây giờ cũng được, cũng thế, là chúng ta ấy, là cương quyết bảo vệ chủ quyền,
nhưng mà tránh bạo lực đấy, mà phải kiên trì đấu tranh bằng con đường hòa bình và luật pháp quốc tế. Đấy. Rồi, đây là có một ý kiến của Nguyễn Tựa này. Nguyễn Tựa là người anh em keyboard. Lệnh là lệnh chứ sao mà tam sao? Lệnh là lệnh chứ sao mà tam sao? Trời đất ơi, keyboard. Cái lệnh ấy mà nó đánh máy, nó thành văn bản ấy thì nó không tam sao thất bản được. Nhưng lệnh lệnh miệng ấy thì cái chuyện người ta nói 10 ý ông chỉ nhớ được 5-6 ý, còn 4-5 ý ông quên. Cái chuyện là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? Rồi, vẫn là đại tá Đỗ Thế Hạnh này. Ông Quang ơi, lời ông Lương chứ không phải ông Lanh đâu. Lời ông Lương tức là ông Lương, ông Lê Mang Lương. Rồi, trong các cái video clip mà trôi nổi trên mạng mà dẫn chủ hay tuyên truyền á, có hình ảnh video ông Lương trong một cái hội nghị nào đó, ông ấy phát biểu như vậy. Có một cái video ông Lê Mã Lương, ông ấy nói như thế. Tôi cũng đã xem video ấy rồi. Thế thì bây giờ ấy, chúng ta có thể, tôi đánh giá nhá, tôi đánh giá ông Lê Mã Lương, tôi không, tôi chưa quy chụp ông ấy là trở cờ, ông ấy là diễn biến hòa bình, tôi chưa quy chụp cái đấy. Thì tôi đánh giá rằng ông này là cái trình độ nhận thức của ông rất thấp. Ông ấy phải hiểu thực chất của vấn đề chứ. Giống như tôi đã nói nãy, lãnh đạo đảng ta cái năm 88 ấy, toàn là những người anh hùng đã trải qua 4 cuộc chiến. Làm sao mà là mà họ lại nói ra một cái câu để mà ấy, bán cái đảo Gạc Ma để mà ấy, sát hại 64 chiến sĩ của mình. Đấy. Cho nên ấy, nếu ông Lê Mã Lương ông cũng nghe ai nói như vậy thì bản thân ông ấy phải không tin điều ấy. Còn ông ấy mà tin cái điều ấy, đấy, thì trình độ của ông ấy chỉ lè tè ngọn cỏ lá cây. Vâng, vậy chúng ta đã rõ. Ông Trần Đức Quang khẳng định ông Lê Mã Lương mà tin cái câu ông Lanh nào đó nói là mình không được lệnh không nổ súng thì trình độ của ông Lê Lương lý luận và trình độ rất thấp, lè tè ngọn cỏ lá cây. Vâng, thế và còn một đây, Liêm Nguyễn Ngọc là mặc quần áo quân phục được mỗi câu này, tức là khen ông Quang. Và Hồ Chính này nếu có hỏi, những người bạn VHK của ông cứ dùng tên gọi cấp bậc trong quân đội như đại tá, thượng tá với thái độ không tôn trọng quan điểm của ông như thế nào? Rồi, trước hết đi, bạn tôi khi mà tranh cãi với một nhóm cờ đỏ ở trong trang của anh ấy thì anh ấy có nóng tiết lên, anh ấy bảo chúng mày là bò đỏ đấy. Thế thì đấy là anh ấy nói cái nhóm cãi nhau, đúng không ạ? Đấy. Thế và khi cãi nhau ấy thì anh ấy có nói một câu ấy, ôi đại tá như lợn con. Cái câu nói ấy là cái khẩu ngữ đời thường, bạn bè chúng ta cũng vẫn nói với nhau như vậy. Nhưng không ngưa thì dưa có giỏi. Nếu như ấy, mà là bạn bè ấy, thì có thể ấy, mắng nhau ngay, ấy đừng nói bậy, đúng không ạ? Thế nhưng không ngưa thì dưa có giỏi, chộp lấy cái câu ấy, trầm trọng hóa nó lên, nghiêm trọng hóa nó lên rồi đi tuyên truyền. Đấy, tôi cho rằng ấy, nếu như bạn mình mà có nói lỡ một cái câu khẩu ngữ đời thường, nguy hiểm bây giờ đại tá như lợn con, thì cái câu ấy cũng không thể nào quy chụp được người ta là người ta có ý đồ bôi nhọ danh dự quân đội rồi là tấn công quân đội. Thế còn có một số đại tá, trung tá gì đấy, đấy mà các bạn VHK của chúng tôi ấy không tôn trọng đấy, là bởi vì chính những cái người ấy khoác áo sĩ quan, đeo quân hàm quân đội, nhưng mà lên mạng xã hội lại viết bài tuyên truyền quy chụp các bạn ấy là phản động. Thế thì các bạn ấy phải đáp trả. Các bạn ấy đáp trả, thậm chí các bạn ấy chửi, là các bạn ấy chửi cái thằng ấy chứ không phải họ chửi rồi. Như vậy xin thưa ông Trần Quang, hiện nay câu hỏi rất nhiều, đề nghị ông trả lời ngắn gọn thôi, không pin và thời lượng ta không đủ. Tiếp tục này,
Nick Trần Quang. Bạn Trần Quang có hỏi: tôi hỏi ông Trần Nhật Quang, tại sao VHK chống lại cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam? Nói vậy, VHK chống lại một vài cựu chiến binh, một vài sĩ quan quân đội, gây sự với họ, đánh đái chửi nhau với họ, viết bài tuyên truyền xuyên tạc họ, quy chụp họ, là họ đánh nhau với một nhóm cựu chiến binh, chứ không phải là tất cả cựu chiến binh. Họ đánh cãi chửi nhau mới một vài đại tá, chứ không phải tất cả quân đội nhân dân, được chưa? Vâng, ở đây có một cái link là Liêm Nguyễn Ngọc mặc quần áo quân phục, điện thoại tôi nhỏ không hiểu là quân phục công an hay bộ đội, chưa nhìn rõ. Có comment này: thằng Quang này ngu quá, chả hiểu gì mà cứ đòi thể hiện. Vâng, thế thì có thể là Bảo Trâm xin mời anh Liêm